tôi lại theo khe suối để đi bắt cái tổ ong thứ ba. Hôm nay là ngày hình như 14 tháng 3 sao. Hai tổ trước vừa đã lấy được rồi. Đi theo cái lạch suối này sẽ lấy được. Thường thì người Hơ Mông người ta sẽ đi theo những cái lạch suối này, bởi vì con ong khoái nó thường xuống đây để nó lấy nước nhé. Và tìm như thế nào thì nó cứ nhìn theo dấu con ong khoái. Con ong khoái đậu lấy nước ở đâu thì nó, người Mông người ta sẽ đi theo đúng cái hướng đó. Chỉ tìm quanh quanh khu vực đó là sẽ thấy. Đấy. Và hôm nay thì cái tổ thứ hai vừa có một người Thái đến là bảo là tôi nhìn thấy trước hay là phải trả tiền cho tôi. Mình đã đưa cho ông ấy 200. Đấy. Và để cho anh em mình bắt cái tổ thứ hai này. Bây giờ tầm khoảng 10 rưỡi trưa rồi. Dự kiến là 1-2 tiếng nữa sẽ quay trở lại cái điểm tập kết. Năm nay ong khoái thì tương đối nhiều. Đấy. Đấy, đi đường trong này trồng còn rất nhiều những cây gỗ to. Gỗ lũa ghép lan thì thôi rồi, nhiều vô cùng. Hả? Gỗ đẹp thì mua. Nó giống như cây lũa mà nó vừa lúc mình đi vào ấy. Cây như thế này. Ờ. Làm cái bàn. Gỗ dâu á. Gốc nó hay thân nó? Thân nó. Còn không nhìn thấy các bạn ạ. Quay ở trên là quá cao. Nhưng mà anh em người Mông là người ta rất giỏi nhé các bạn nhé. Nhìn thấy ong bay là biết tổ ở đâu. Tổ này chắc để cho anh em tự thiết kế lấy thôi. Đấy. Anh con đường đi lên tổ ong thứ ba. Rồi, quay theo cái suối này. Đường rất là khó đi nhá. Để có một tổ ong rừng không hề đơn giản. Đi tìm. Tìm không còn lấy nữa. Thường là ở những chỗ rất cao và rất hiểm trở. Anh em có kinh nghiệm lấy mới lấy được thôi. Quá cao. Cây này phải đến 5 người ôm. Đấy, nhìn đã thấy rất khủng khiếp. 5 người ôm không hết đâu. Nè, một người chỉ có thế này thôi. Ừ. Cây to. Cái cây nó quá to cho nên là đi theo cái nhánh phụ của nó, dây phụ để đi lên. Lấy được một tổ ong không hề đơn giản chút nào. Rất khó. Tổ ong quá là cao. Ong này ong. Đấy. Chỗ kia là tủa nó đang đưa cái cây lên trên. Mọi người nhìn thấy chưa? Cây này độ cao có mà cho tôi 100 triệu thôi cũng chẳng trèo được. Anh em lấy mật ong rất là gian nan và vất vả nhé các bạn nhé. Để có được một cái chai mật ong rừng xịn không hề đơn giản một chút nào luôn. Có thể đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Đấy. Đưa cái cây đóm này lên. Và ít nhất việc này phải có 3 đến 4 người hỗ trợ thì mới cắt được cái tổ ong này. Đấy, cái tổ ong nó nằm. Cái cây này có nhiều rễ phụ lên đi. Và cây sống ký sinh nên là thì cây nó quá to cho nên là anh em phải đu vào cái dây bên cạnh. Rất nguy hiểm. Phải là những người có kinh nghiệm trèo cực tốt và gan dạ thì mới có thể lấy được.
rất là khéo léo. Ở phía trên kia là ba người đang hỗ trợ nhau. Lát nữa thì một người sẽ châm lửa, một người sẽ ra cắt và một người sẽ đỡ cái tổ ong. Này. Lên, để lên tới cái cành trên ngọn trên này. Đấy. Vị trí của tổ ong nó ở phía đằng này. Đấy, vị trí tổ ong nó ở đây. Từ đấy xuống đây. Còn rất xa. Đấy. Để thấy được cái sự nguy hiểm. Ong nó sẽ tản ra. Và một người sẽ vào để lấy. Đấy, bắt đầu ong nó tản ra. Kiểu như động cơ phản lực luôn. Tổ ong này cũng khá to, chắc khoảng đến... Tổ ong này phải khoảng 1m2, rất là dài. Nhìn cái củ mật to, lát nữa xuống gần tôi sẽ cho các bạn xem. Cực đẳng cấp luôn. Mật này mà còn chê nữa thì không có loại nào có thể lấy nữa cả. Bỏ cái lửa nó ra cho khỏi nóng. Đấy, đã dỡ cái lu cờ xuống và bắt đầu cắt. Cái này chỉ có anh em người Mông người ta mới dám làm, rất là gan dạ. Nói chung là mọi cái trên đời thì cũng làm là chỉ vì tiền thôi các bạn ạ. Nhưng đồng tiền mình kiếm ra nó phải... Nói chung nó phải sạch bằng chính cái sức lao động của mình. Không có gì phải nghĩ ngợi cả. Đấy. Và chúng tôi cắt thì bao giờ chúng tôi để lại cái phần tảng sáp để cho ong có thể sinh sản lại và tiếp tục duy trì cho những mùa sau ấy. Chúng tôi không cắt tất cả cái tổ đó, giống như những người. Đây là quá trình các bạn ấy trèo xuống nhé các bạn nhé. Rất nguy hiểm, đi vào một cái dây. Cái dây bám phụ sinh vào cái gốc cây si lớn trên rừng này. Đấy, cực kỳ nguy hiểm. Thực ra cái tổ ong này đúng là cho tiền mình chưa chắc mình đã dám làm. Không đủ sức để mà làm, cũng không đủ gọi là sự kiên trì, dẻo dai. Những anh em đi cùng tôi là chỉ có 20 hay 23, 25 là những cái tuổi gọi là sung sức nhất, gan dạ bản lĩnh thì mới có thể lấy được. Đấy, ở trên này đang có 3 cây tam màu sắc mà lông đã xuống đến đây rồi đây này. Đấy. Và tủa thì còn tiếp tục trèo tiếp lấy cái cây tam màu sắc ở trên cây kia. Đấy. Nói chung là rất đẹp luôn. Đấy, thành quả đã lấy rồi. Nguyên cái công trèo đã hết mấy bát, mấy nghìn calo rồi, đúng không? Đấy, đây là cái nhánh phụ của nó này, cái cây phụ sinh. Còn cái cây này là cái cây có tổ ong ở đấy. Đấy.
Cây này 5 người ôm không xuể các bạn nhé. Quá cao luôn. Điều đó chứng tỏ là anh biết anh em phải cực khổ như thế nào. Có một tổ ong. Đây là thành quả sau khoảng hơn một tiếng. Anh em lấy. Đây. Tổ thứ ba. Tổ này thì quá đẳng cấp luôn. Ôi. Cao cực kỳ. Quá trình lấy ạ. Thành quả của chúng ta. Cái này phải, cái củ mật nó to nhỉ? To ấy. Cái này mình cắt luôn mà cái củ to luôn. Lấy một bức ảnh mới được. Cầm lấy nha. Chắc còn 6-7 cân nha. Toàn mật thôi. Có lẫn phấn. Ít phấn. Lẫn phấn. Đấy. Rồi, đây là hành trình trở về của anh em chúng tôi này. Bây giờ là hơn 12 giờ. Lấy được mấy cây tam bảo sắc. Và cái cây mà vừa lấy mật ong ở kia kìa. Các bạn nhìn xem có choáng không? Siêu cao luôn. Đây. Đây là những tán chuối rừng. Còn đây là đến cái lạch nước mà anh em chúng tôi vừa nãy mới chuẩn bị đi lên. Nói chung là buổi chiều hôm nay là thành quả dành cho ba anh em nhà Lử là, à nhà Lùng là rất nhiều luôn. Ba tổ mật ong, tổ nào cũng nhiều. Ba tổ lá lá thành công. Đấy, đây là nó vẫn lấy nước ở đây à? Còn hành trình trở về nữa. Thì cũng gần thôi, chắc khoảng 2 tiếng nữa thì sẽ đến nhà. Đến đâu?